Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu một trong những mẫu xe SUV hạng C bán chạy nhất mọi thời đại cũng như là trong phân khúc luôn mọi người ạ. Đó, mọi người nhìn qua thì có thể biết được đó chính là chiếc Mazda CX-5. Riêng về cái độ đẹp và hoàn thiện cũng như là độ bền bỉ tiết kiệm thì chắc là không có thể xe nào có thể qua được Mazda CX-5 được rồi. Và với cái mức giá và chương trình ưu đãi này thì tôi cam kết là không có thể một hãng nào có thể hỗ trợ tốt được như thế này. Mazda CX-5, mọi người có tin được không? Trong tháng 3 này đang được hỗ trợ 120% thuế trước bạ. Vâng, không phải 100% hay 50% đâu nhé mọi người nhé. 120% thuế trước bạ luôn mọi người ạ. Đấy. Và ngoài ra cái chương trình hỗ trợ thuế trước bạ ra thì còn được tặng một cái gói phụ kiện lên tới là 40 triệu. Đó, phải nói là một cái chương trình cực kỳ tốt luôn. Đây, sau đây tôi với các bạn sẽ cùng ngắm qua một lượt nhé. Xe được trang bị hệ thống toàn bộ là đèn LED luôn, thậm chí là hệ thống đèn chiếu sáng còn được trang bị là bi LED. Công nghệ đèn chiếu sáng bi LED thì cực kỳ cao cấp và sang trọng rồi. Cảm biến xung quanh xe luôn, trước sau trái phải sau hông rồi tất cả đều có. Xe thì được trang bị cả đèn gầm và đèn sương mù luôn rồi ạ. Mặt ca lăng thế hệ sau rơi. Đó, hệ thống la răng 19 inch, la răng Goshintai. Và xe có một ưu điểm so với các dòng phân khúc khác là khoảng sáng gầm xe cực kỳ lớn, lên tới là 20 phân luôn ạ. Đây, tôi cùng các bạn sẽ đi ngó qua một lượt về cái màu trắng ngọc trai này. Bản này chúng ta đang xem là bản luxury. Đó, hệ thống bô bô kép nhá, và có được trang bị thêm cả bộ Oppo 4 luôn, cực kỳ sang trọng và thể thao. Phải cốp thì cực kỳ rộng. Đây, chúng ta sẽ đi vào trong khoang nội thất một chút nhé mọi người nhé. Đấy, các bạn có choáng ngợp không trước nội thất của Mazda? Phải nói là cực kỳ đẹp và sang trọng. Triết lý của họ là less is more, là càng tối giản càng tinh chỉnh thì nó thể hiện cái sự sang trọng và càng đẹp. Đấy, xe thì được trang bị cả cửa sổ trời luôn này. Đó. Hệ thống Mazda Connect này, ghi lái chỉnh điện. Đấy, hệ thống trang bị loa bô nhé, cực kỳ sang giá luôn. Đó. Thì để biết thêm chi tiết chương trình giá bán cũng như ưu đãi quà tặng và các mức giá đàm phán thêm cho khách hàng thì hãy liên hệ với hotline của chúng tôi bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và đàm phán để làm sao khách hàng được ưu đãi tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn.